Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2017, phiên bản số sàn, máy 1.5, máy xăng bản E. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 428 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc này mang biển số 60A 38921 các bạn này. Đấy, sơn xi của chiếc xe rất sáng bóng chặt chẽ các bạn nhé. Đấy, trang bị 4 bánh nan đúc tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xe. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới các bạn nhé. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Đấy, đây là dàn lốp của xe này. Đấy, dàn một lốp của nó khá là ok các bác nhé. Đấy, 4 của lốp khá là đẹp luôn này. Phần cua lốp của nó này. Đấy, không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé. Đấy, Toyota Vios một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đấy, chiếc này là sản xuất 2017. Đấy, phiên bản số sàn, máy 1.5, máy xăng. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em. Đấy, bên em còn rất nhiều xe các bác nhé. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, đây là phần 4 của lốp của xe này các bác này. Đấy, 4 của lốp của xe khá là ok các bác nhé. Đấy, phần cua lốp này. Đấy, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mọt này. ABS 4 bánh này, 4 bánh nan đúc này. Đấy, tay lắm mở cửa được, ốp inox mạ chrome này. Đấy, lắp bình xăng cũng vậy các bác này. Đấy, hai cụm đèn phanh này đã được cũng đã được ốp inox mạ chrome các bác nhé. Đấy, xe rất cứng xe này. Đấy, mình cam kết với anh em chiếc xe này không đâm va, không ngập nước, không nỗi nhỏ các bác nhé. Đấy, một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan phần gầm các bác này. Gầm bệ của nó khá là ok các bác nhé, không hề có dấu hiệu mục mọt chi các bác này. Đấy, Toyota Vios có năm sản xuất 2017, bản E các bác nhé. Đấy, bản E phiên bản số sàn. Đấy, trước này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ các bác này. Đấy, sơn xi màu bạc rất là ok các bác nhé. Đấy, xe rất cứng xe. Đấy, dàn lốp của nó có đạt đến 85-90% các bác này. Phần cua lốp này, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé. Đấy, 428 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, ghế da thì nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Đấy, không hề có dấu hiệu bị rách lưới hay là có vấn đề gì các bác nhé. Đây là phần bậc lên xuống này. Đấy, còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, táp lô, táp ly, cánh cửa đằng sau bên phụ này. Đấy, táp lô da các bác nhá. Đây là phần táp lô da này. Đấy, khá là ok luôn này. Đấy, đây là phần hốc bản lề này. Đấy, phần hốc bản lề đinh bấm này. Đấy, những keo chỉ này, keo chỉ của nó nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá, không hề có dấu hiệu đâm va hay ngập nước chi. Đấy, với giá tiền là 428 triệu đồng. Đấy, bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, các bác xem mình nhận này, xe rất cứng xe luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Vâng, đây là phần nội thất đằng trước các bác này. Đấy, nội thất đằng trước này khá là đẹp luôn các bác này. Đấy, đẹp như mới luôn các bác nhá. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Đấy, trang bị màn hình cam nồi này, vô lăng này, đây là điều hòa này. Đấy, táp lô của nó này, trang bị hai túi khí an toàn các bác nhá, một cho người lái với một người ngồi bên phụ các bác này. Đấy, táp lô da này rất là ok các bác nhá. Đấy, chân nỉ đây, chân nỉ nguyên bản các bác này. Đấy, chân nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, chưa hề động đến cà lê mỏ lết này. Đấy, máy số zin các bác nhá, bật lên xuống rồi ốp inox này. Đấy, các bác xem này, rất là ok. Đấy, xe thì không một lỗi nhỏ các bác nhá, xe đẹp luôn. Đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đằng trước bên phụ các bác này. Đây là phần âm thanh này. Đấy, táp lô, táp ly, cánh cửa rất là đẹp các bác nhá. Đây là phần keo chỉ của xe này.
Đấy, keo chỉ của nó không hề mất đến một phân các bác nhá. Không hề mất một phân. Đấy, rất là đẹp. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cục xe. Đăng kiểm của nó có đến tháng 7 năm 2021 các bác này. Đăng kiểm dài miên man các bác nhá. Đấy, tay lắm mở cửa được, ốp in lốp mạ chrome này, rất là ok. Đấy, bốn của lốp là rất là đẹp các bác nhá. Đấy, ABS 4 bánh này. Đấy, đây là phần cua lốp của xe này. Đấy, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Đấy, một mẫu xe lồi đồng với đá. Đấy, mang thương hiệu của Nhật Bản. Phiên bản số sàn máy 1.5 máy xăng. Đấy, hiện tại trước này ăn tầm độ 6 lít đến 6 lít rưỡi xăng 100 cây các bác nhá. Đấy, sơn xi của nó rất là đẹp luôn. Rất sang bóng sạch sẽ. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Đấy, các bác xem cảm nhận rất là ok các bác nhá. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái, phần âm thanh các bác này. Đây là bậc lên xuống này, đã được ốp inox mạ chrome này. Đấy, rất xe rất đẹp các bác nhá. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó không hề mất đến một phân các bác nhá. Keo chỉ rất đẹp luôn. Đấy, không hề mất đến một phân. Đấy, những phần cột kèo này. Đấy, cột kèo này các bác xem này. Đây, phần hốc bản lề này. Đấy, hốc bản lề các bác nhá. Đinh bấm này. Đấy, nguyên bản trong nhà máy sản xuất các bác nhá. Không hề có dấu hiệu đâm va hay là ngập nước chi. Đấy, với giá tiền là 428 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đấy, phải nói là xe rất đẹp luôn. Đấy, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xe này. Đấy, các bác xem này. Đấy, xe rất đẹp các bác nhá. Đấy, bật lên xuống cái độ ốp inox này. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó này, nguyên bản trong nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, không hề có dấu hiệu đâm va gì cả. Đấy, đây là phần hốc bản lề này. Đấy, hốc bản lề các bác này. Đấy, đây là phần đấy, hốc bản lề tem mác theo nhà máy sản xuất này. Đấy, chưa hề động đến cà lê mỏ lết các bác nhá. Đấy, Toyota Vios có năm sản xuất 2017. Đấy, một mẫu xe lôi đồng với đá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác nhá. Bản sedan hai đầu, cốp của nó rất rộng rãi các bác này. Đấy, cốp của nó rất rộng rãi này. Anh em là đúng chân mẫu xe này, mua về đi về quê hoặc đi du lịch hoặc chạy gia đình, chạy taxi đều được các bác nhá. Rất là ok, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, bản sedan hai đầu, mang thương hiệu của Nhật Bản. Đấy, đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của cốp này rất là đẹp các bác nhá. Đấy, đây là phần lớp lỉ nguyên bản các bác này. Đấy, các bác xem này. Đấy, cốp của nó rất rộng rãi các bác này. Đây là phần lớp sô cua các bác này. Đấy, lớp sô cua khá là đẹp luôn các bác nhá. Sàn xe này không hề có dấu hiệu mùng mọt các bác nhá. Đấy, sàn xe này. Đấy, sàn của nó rất là ok các bác này. Rất sang bóng. Chưa hề có dấu hiệu mùng mọt chi các bác nhá. Đấy, hai bên các bác này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, với giá tiền là 428 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đấy, bô lăng của nó rất đẹp các bác nhé. Đấy, chưa hề có dấu hiệu hao mòn chi các bác này. Đấy, trang bị túi khí an toàn này. Đấy, và sau đây em sẽ lổ máy lên cho các bác xem này. Vâng, máy đã lổ các bác nhá. Máy lổ rất êm. Đấy, mặt đồng hồ này không có một lỗi gì các bác này. Đấy, không một lỗi gì các bác nhá. Xi nhan này. Đấy, hoạt động rất trơn tru. Phun nước gạt mưa này. Đấy, rất là ok các bác nhá.
Đây, phần đèn trần này. Đấy, chắn nắng này. Đấy, mở lên có gương trang điểm các bác này. Đấy, chắn nắng hai bên các bác này, đầy đủ các bác nhá. Đấy, các bác xem cảm nhận này, rất là ok, gương chiếu hậu này. Đấy, máy lỗ ngồi bên trong không nghe tiếng các bác nhá. Đấy, không nghe tiếng động chi. Đấy, gương cụp xe này. Đấy, rất trơn tru, lên xuống này, chỉnh điện này. Đấy. Rất là ok các bác nhá. Hoạt động rất trơn tru. Đấy. Màn hình này. Đấy, cam lùi các bác này. Đấy, đầy đủ các bác nhá. Điều hòa này. Đấy, điều hòa thì rất mát các bác này. Đấy, ấn AC này. Đấy, em đóng AC này, điều hòa rất mát luôn. Đây là cảnh báo nguy hiểm này. Đấy, đây là hộp đựng đồ này. Đấy, rất là ok các bác nhé. Đây là phần kính lên xuống này. Hoạt động rất trơn tru các bác nhé. Đấy, hoạt động rất là ok. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy, đây là phần táp lô của nó này, táp lô da này. Đấy, táp lô da khá là đẹp luôn các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2017, phiên bản số sàn, máy 1.5, máy xăng. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới các bác nhá. Đấy, máy lổ rất êm này, máy lổ không hề có dấu hiệu rung lắc các bác nhá. Đấy, không hề gì dầu, máy số zin các bác này. Đấy, zin từng con ốc luôn các bác nhá. Đây, các bác xem của mẹ này. Đấy, zin từng con ốc này. Đấy, với giá tiền là 428 triệu đồng. Bên em có bao hút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, đinh bấm giằng giật này. Đấy, ụ giảm sóc này. Đấy, chưa hề có dấu hiệu động đến cà lê bỏ lết các bác này. Đấy, các bác xem cảm nhận là rất là ok các bác nhé. Đấy, lỗ tròn này. Đấy, không hề có dấu hiệu móp méo chi các bác nhé. Đấy, các bác xem này. Rất là ok. Đấy, đinh bấm này. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới. Đấy, Toyota với ớt, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng các bác nhé. Đấy, em ở Hải Phòng các bác nhé. Đấy, ngay sát ngã tư Long Thành. Đấy, các bác xem này. Đấy, máy lổ rất êm. Đấy, lổ không hề có dấu hiệu rung lắc các bác nhé. Đấy, ngồi trong xe thì không hề nghe tiếng nổ của máy quá nhé. Đấy, zin từng con ốc các bác này. Các bác xem cảm nhận này. Đấy, 4 máy này. Đấy, đây là phần keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ của nó này, nguyên bản theo nhà máy sản xuất này, tem mác này, lỗ. Đấy, lỗ tròn không hề có dấu hiệu móp méo các bác này. Đấy, keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ nguyên bản các bác nhá, không hề mất đến một phân. Đấy, zin từng con ốc các bác này. Đấy, Toyota với một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Các bác xem này, rất là ok các bác nhá, máy lổ rất êm. Đấy, đây là phần tổng quan của lắp capo này. Đấy, tổng quan này. Đấy, đây là tổng quan khoang máy các bác này. Đấy, lỗ cực chất các bác nhá. Lỗ không hề có tiếng động các bác này. Đấy, đầu chassis này không hề có dấu hiệu bị đâm va gì cả các bác nhá. Đấy, xe rất đẹp luôn. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng.
Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2017, phiên bản số sàn máy 1.5, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 428 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.